Thưa quý vị, ngày hôm qua tại cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng, lô khoai lang đầu tiên của Việt Nam đã chính thức xuất khẩu sang Trung Quốc. Lô hàng thông quan lần này của 5 doanh nghiệp với trọng lượng hơn 140 tấn. Đây là kết quả đàm phán của các cơ quan chuyên môn giữa hai nước và sự đồng hành kiên trì của cộng đồng, những người sản xuất và xuất khẩu khoai lang. Việc xuất khẩu khoai lang chính ngạch không chỉ giúp cho doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn, thu được lợi nhuận cao, mà còn tiếp tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản khác trong thời gian tới.